Ở video này tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn cách làm Deep Listening Part 3 và Part 4 Short Conversations and Short Talks. Ở hai phần này tôi gộp vào một bởi vì nó có một sự tương đồng giống nhau. Và nếu như các bạn để ý kỹ thì làm phần này cũng không khó. Tuy nhiên, để làm được phần này tốt thì trước tiên là các bạn phải dành thời gian đọc trước ba câu hỏi đầu tiên trong quá trình khi mà họ đọc cái là giới thiệu của đề, thì bạn phải tranh thủ đọc các câu hỏi. Bạn phải nhớ kỹ ở trong đầu cho tôi những câu hỏi và các câu đáp án. Tuy nhiên điều này rất khó để các bạn có thể nhớ được trong một thời gian rất ngắn, chỉ dao động từ 35 đến 40 giây thôi. Vì trong một cái conversation hoặc là một cái bài talk, bài nói ngắn thì người ta cũng thường chỉ đọc dao động từ 30 đến 45 giây. Thời gian đó đủ các bạn nghe để trả lời câu hỏi. Và nếu như bạn làm tốt được ở phần này thì coi như bạn sẽ đạt hiệu quả tối đa. Và tuy nhiên, cái phương pháp để các bạn luyện trí nhớ 30 giây tôi sẽ nói ở clip sau. Clip này tôi chỉ hướng dẫn các bạn cách và những cái phương pháp hay là những cái cách để bạn làm bài thi cho tốt. Điều đầu tiên, bạn lưu ý ở trong mỗi một bài hội thoại hoặc là một bài nói, khi người đưa ra các câu hỏi thì bạn thấy nó có 3 câu hỏi, mỗi câu hỏi đều có 4 đáp án A, B, C, D. Điều khó khăn ở chỗ là khi bạn nghe, bạn không thể xác định được đâu là đáp án đúng. Vậy, trước mắt bạn phải đọc kỹ câu hỏi, từ để hỏi, các từ WA question hoặc là H questions. Đây là những cái mấu chốt để các bạn làm tốt. Và khi bạn nghe được cái từ đó, và trong từ câu hỏi đấy, bạn sẽ để ý cũng như ở phần part 2. Cũng như phần part 2, bạn để ý cái keywords của nó. Tôi nói keywords ở đây là bạn lưu ý những cái danh từ, động từ, tính từ và trạng từ. Và nếu như bạn lưu ý tốt được điều này thì rất là dễ, những việc làm part 3, part 4 không có gì khó khăn cả. Có đôi khi ngay trong câu 3 câu hỏi thì bạn đọc xong, bạn có thể hình dung được ra hoặc là rút gọn được cái đáp án của nó. Giả dụ như những bài hội thoại hay những bài talk mà nói về một cái vị trí nào đó, giả dụ như những câu hỏi mà đại loại như where hoặc là what happened hoặc là what are they discussing about, thì đa phần những câu hỏi này thường có sẵn cái thông tin nằm trong các câu hỏi khác, giúp cho bạn dễ dàng hình dung ra. Có thể ở câu hỏi về nơi trốn, ở bên dưới họ đưa ra các câu hỏi khác có thông tin liên quan đến cái nơi sân ga hay là một cái sân bay hoặc một siêu thị, thì tất cả những cái điều đó giúp bạn hình dung ra. Tuy nhiên, đây là chỉ là những cái thủ thuật mà bất cứ giáo viên nào cũng dạy cho các bạn. Nhưng ở đây tôi nhấn mạnh với bạn cái điều mà tôi cần nói. Tôi nhấn mạnh với bạn cái điều quan trọng nhất ở trong phần này để đạt được bài điểm thi cao không phải là ở từ để hỏi đó. Thứ nhất, bất cứ một bài conversation hoặc một bài talk nào thì thông tin trong câu để các bạn có đáp án thường nằm ở hai câu đầu tiên của một đoạn short conversation hoặc short talk, hoặc là hai câu cuối cùng của một đoạn và hai câu giữa của một đoạn. Nếu như trong một bài hội thoại nó chỉ có 6 câu thôi thì coi như bạn nghe trọn vẹn cả 6 câu, bạn sẽ trả lời một cách dễ dàng. Còn nếu như một bài nó dài hơn cả 6 câu như vậy thì bạn sẽ không thể nào mà nghe được hết trọn vẹn cả bài để rồi bạn trả lời, vì bạn không biết nằm ở đâu. Vậy vị trí mà bạn có thể lấy được thông tin để trả lời cho các câu hỏi ở phần này, bạn tập trung vào hai câu đầu, hai câu giữa và hai câu cuối. Thế thì bây giờ có bạn lại thắc mắc là làm sao để biết được đâu là hai câu đầu, hai câu giữa và đâu hai câu cuối?
thì tôi xin thưa với bạn rằng ở hai câu đầu thì chắc chắn bạn đã cũng xác định rồi, và hai câu đầu luôn luôn chứa thông tin phần lớn là nằm ở trên hai câu đầu sẽ có đáp án để trả lời cho các câu hỏi. Và hai câu cuối cùng, vậy thì bạn lưu ý ở phần talk này, một bài nói của một phần talk hoặc một phần conversation họ thường chiếm khoảng 30 đến 40 giây. Vậy trong khoảng thời gian 30 đến 40 giây đó, trong khoảng thời gian 30 đến 40 giây đó, các bạn sẽ phân ra rất dễ dàng. Sau khi bạn nghe xong hai câu đầu, bạn sẽ có thể tập trung kỹ vào hai câu đó, rồi bạn bỏ, bạn sẽ không tập trung vào câu tiếp theo, hai câu tiếp theo. Đến tiếp tục hai câu nữa, bạn sẽ tập trung nghe kỹ hơn. Thì vì thông tin sẽ nằm ở vị trí đó, và bạn tiếp tục bỏ làm lơ hai câu còn lại, và ở cuối cùng bạn sẽ nghe kỹ hai câu cuối cùng, thì ba cái vị trí tôi vừa nói đều chứa những thông tin mà sẽ có câu trả lời trong phần câu hỏi của các bạn ở phần short talks hoặc short conversation. Để cho dễ chứng minh tại sao như gì tôi nói là đúng, và tôi cũng nói ở đây nó chỉ có tính tương đối, tức là 80% những gì tôi nói đều nằm ở vị trí đó, chứ không phải lúc nào cũng nằm ở đó được. Tất cả mọi thứ đều có ngoại lệ, nhưng nếu bạn tập trung kỹ vào những yếu tố đó thì bạn sẽ rất là dễ dàng có câu trả lời. Và sau đây bạn sẽ thấy một số ví dụ, và tôi sẽ cho các bạn nghe kèm theo cái audio script, và bạn sẽ nhận ra, và sau đó bạn sẽ thấy cái đáp án sẽ nằm ở vị trí nào ở trong đoạn văn hoặc là trong short conversation. Questions 86 through 88 refer to the following talk. In addition to our regular menu, I would like to point out the day's chef special. All of the menu items are part of a set, including a choice of salad or vegetables, a glass of house red or white wine, and a cup of brewed coffee. Chicken, veal, and lamb are all on offer today. The chicken is served in an oven-baked casserole with Middle Eastern flavors. The veal is pan-fried in olive oil, richly flavored with garlic, capers, and red peppers. The chef's Tunisian lamb has been marinated overnight in a special sauce and then char-grilled to perfection. The vegetables today are new potatoes, carrots, and zucchini with butter and fresh herbs. Would you care to order now? Number 86. Who most likely is giving the talk? Number 87. What is mentioned about the day's special? Number 88. How is the chicken dish prepared? Questions 59 through 61 refer to the following conversation. I was at the mall and I saw this beautiful laptop. I couldn't help but pick it up. Don't you think it's nice? Yes, it's a very nice laptop, but why did you buy it? I thought you just picked up a new one a few weeks ago. I know, but I was not happy with the keyboard, so I gave it to my brother and he gave me the money to buy this one. You guys must have a lot of money. These laptops cost an arm and a leg. Number 59. What is the man doing? Number 60. What happened to the man's old computer? Number 61. What does the woman say about the laptops? Questions 92 through 94 refer to the following telephone message. Good morning. This is Karen Holmes, Mr. Reed's secretary. I'm sorry to disturb you, Mr. Stokes, but Mr. Reed just called from the airport to tell me that his plane has been delayed by fog.
The airport anticipates that the fog will lift sufficiently by 10 o'clock for planes to be able to take off, so there will be a delay of at least 2 hours in Mr. Reed's itinerary. He could well arrive in New York at 1 o'clock in the afternoon. That would mean that he will miss lunch, but should have no problem arriving in time for the afternoon meeting. I will call you back after 10 to let you know the situation. Oh, do you have a cell phone number on which you can be contacted? Thanks. I'll speak to you later, Mr. Stokes. Number 92. Why is Mr. Reed being delayed? Number 93. When is Mr. Reed expected to arrive in New York? Number 94. What does the caller request from Mr. Stokes? Đây là một thông tin của bài đọc Short Talks và những cái chỗ in đậm. Đây là những cái chỗ mà sẽ chứa thông tin và bạn thấy vị trí của nó sẽ nằm ở đầu của đoạn văn, giữa của đoạn văn và cuối của đoạn văn. Vậy khi bạn nghe, bạn chỉ cần tập trung kỹ vào thông tin đầu. Sau khi bạn có đáp án, bạn sẽ tiếp tục nghe tiếp ở câu thứ hai, tức là ở giữa của đoạn văn, là khoảng dao động từ câu số 5 và câu thứ 6. Này rất khó để bạn đếm. Đó là lý do tại sao mà tôi cần các bạn phải rèn luyện cách nghe cho cụ thể. Và tôi đã luyện kỹ năng này và tôi nghe các bài của tôi. Khi tôi nghe, chưa bao giờ tôi gặp phải sai về cách trả lời của nó. Bởi vì đó là một cái technique, một cái kỹ thuật. Và những kỹ thuật này tôi đã sử dụng để vận dụng vào cho các học viên của tôi làm bài thi TOEIC. Họ thường đạt hiệu quả tối đa và họ cảm thấy không có khó khăn gì cả. Và tôi mong rằng đó là những cái thông tin mà tôi chia sẻ, nó sẽ bổ ích cho các bạn. Xin cảm ơn các bạn.